Ông mới về hả? Ông ngồi nghỉ đi, rồi tôi rót trà cho ông uống. Nè, uống trà đi, tôi mới pha đó. Trời ơi, mấy cái ly nó đóng bợn hết vậy mà bà để bà coi được à? Khách khứa tới nhà người ta thấy người ta cười cho thúi đầu. Tại sao tôi nói với bà hoài à? Bà thấy trong nhà này cái gì chướng tai gai mắt đó, thì bà làm giùm tôi một cái. Rồi bà để tôi cằn nhằn rồi tôi la rầy bà, rồi làng xóm người ta nghe được, người ta nói tôi khó chịu. Tách tôi rửa rồi mà ông chê dơ. Bà đi đâu vậy? Thì tôi đem vào trong tôi rửa lại. Thôi khỏi đi, bà đi cái tới chiều à. Để nhẹ nhẹ em tôi một cái, dằn mâm sáng chén đầu tôi hay sao vậy? Mấy ngày nay tôi không có ngày nào yên ổn với ông cả. Ông cứ kiếm chuyện, đi thôi về kiếm chuyện, đi là về kiếm chuyện. Phải rồi, tôi là già ham gây, già ham kiếm chuyện, đúng không? Nhìn cái mặt của bà. Mặt tôi sao? Khó ưa. Bà nhìn tôi cái gì? Hả? Tôi không kiếm chuyện với bà hả? Mọi chuyện cũng tại bà hết trơn á. Tại tôi cái gì? Bao nhiêu người, người ta đem trầu cao qua dạng hỏi con Nguyệt, tại sao bà không gả phất cho rồi? Bà để tới giờ phút này xảy ra chuyện tắc tệ như vậy á, bà hiểu chưa? Hả? Ông ơi, con nó không có ưng mà gả làm sao được hả ông? Ép dầu ép mỡ, chứ ai nỡ ép duyên con. Áo mặc sẽ qua khỏi đầu, cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Bộ bà quên cái câu có con gái trong nhà giống như là hũ mắm che đầu vàng hay sao hả? Ông đừng có nói bậy với ông à. Nói sao bậy? Nói sao mà không bậy? Bộ mọi chuyện tốt đẹp lắm hay sao? Tôi không nói tốt, tôi cũng không nói xấu. Nhà mình đó, hoàn cảnh như vậy mình chịu thôi. Ai khen chê thì phải kể người ta. Mà giỡn mặt với tôi hoài. Gia đình tôi là gia đình lễ giáo gia phong, không phải ai nhìn vào muốn cười chê sao cũng được hết trơn á. Đâu có dễ dàng vậy. Bộ bà quên tôi là Hương Cả hả? Biết rồi. Hồi sáng này tôi có qua bên nhà của anh Thôn. Ông có gặp ổng không? Gặp. Rồi anh Thôn muốn nói gì? Phải chi ổng nói á thì tôi không có nhục. Đằng này anh không nói gì hết tôi mới thấy ngượng. Cũng may là còn có thằng Bích. Rồi Bích nó nói sao ông? Thì thằng Bích nó nói mọi chuyện á cũng tại quỷ kia chứ không phải là tại Nguyệt. Nếu như mà bây giờ con Nguyệt nó đồng ý thì thằng Bích đó, nó sẽ nói cha mẹ nó đem trầu cao qua cưới hỏi con Nguyệt về như thường. Rồi thôi được, để tôi kêu con Nguyệt ra. Thôi khỏi, bà ngồi xuống đó đi. Tài lanh à, bà kêu nó ra để cho nó diện cớ này cớ nọ nó không chịu hả? Tôi cho bà biết nha, kỳ này á mà nó không lấy thằng Bích á là tôi chép nó xong rồi tôi ở tù á bà. Trời ơi, ông đừng có nóng quá ông ơi. Con cái từ từ ông nói chuyện với nó. Từ từ hả? Từ từ cho nó leo lên trên đầu tôi nó ngồi hay sao? Ông nghe tôi nói nè, chém con á thì chém bằng sống, chứ ai mà chém bằng lưỡi bao giờ. Tôi bầm nó ra cho vịt ăn cho nó giỡn mặt với tôi. Kỳ này mà nó không lấy thằng Bích đó hả, nó không nghe lời của tôi hả, tôi bỏ nhà này tôi đi cho bà với nó vừa lòng. Rồi, ông chậm chậm đi, từ từ tôi sẽ dỗ ngọt con. Từ từ hả? Từ từ rồi để cho bà với nó leo lên bàn thờ ngồi hả? Hả? Lấn lướt quyền hành của tôi hả? Không có dỗ ngọt gì hết trơn á, nó phải nghe lời của tôi thôi. Nó phải lấy thằng Bích. Biết rồi. Thôi, để tôi kêu nó ra, để cho ông hỏi chuyện nó. Nguyệt à,
Nguyệt. Con à, ra đây con. Bà ngồi xuống đó đi. Bà đợi nó ra đây đi, rồi tôi sẽ nói chuyện với nó. Kỳ này nó không được cãi lời của tôi nữa, mà nó phải nghe lời của tôi. Biết rồi, ra đây đi con. Đã. Má nè, con biết không, nãy giờ ông mắng má. Dạ thưa ba. Dạ thưa má gọi con. Đứng đây đi, nãy giờ ông mắng má nhiều lắm. Xê ra, xê ra. Qua đây đứng nè. Cô tính dựa hơi hả? Ôi, mày tưởng quyền hành của má mày lớn hơn tao sao mày dựa hơi? Nguyệt. Dạ. Tại sao vậy Nguyệt? Tại sao con làm cái chuyện tác tệ như vậy hả Nguyệt? Con à, má thấy á, nhà bên anh thôn có một mình thằng Bích thôi, như vậy là cũng xứng đáng lắm rồi. Sao con không chịu vậy con? Dạ thưa ba má, việc hôn nhân á, là việc hệ trọng của đời con. Xin ba má quản lại 10 hôm nữa. Còn những chuyện khác á, con hứa con sẽ nghe theo hết. Dẫu có chết á, con cũng nghe nữa. Con ơi, bên anh thôn với thằng Bích như vậy là xứng đáng lắm rồi. Con đừng có hẹn lần hẹn lửa nữa. Má, sao? Má hỏi con khó nói quá à. Ôi, có gì đâu mà khó nói. Dễ nói thấy mồ à. Thì con cứ nói là dạ thưa má, tại vì con yêu anh này mà con không yêu anh kia. Rồi con đuôi như má sao mà con không thấy. Trời đất ơi, sao vậy? Sao tự nhiên chuyện của con à, ông mắng tôi vậy? Tôi mắng bà còn đỡ á. Tâm sự cũng tại bà không à. Tôi nói với bà rồi, con gái nó lớn rồi, cho nó học á, nữ công gia chánh, thiêu thùa bếp nút để nó đi làm dâu cho người ta. Bà không nghe lời tôi, bà cho nó đi học 3 cái chữ Tây đi mở mang kiến thức. Kiến thức mở mang ra không thấy. Bà thấy làm cái chuyện nhục nhã xấu hổ gia đình như vậy đó. Dạ thưa ba, có lỗi á, thì ba đánh, ba rầy con. Chứ ba đừng có gay gắt như vậy. Tội nghiệp cho má, mà cũng tội nghiệp cho con đó ba. Nói sao gay gắt? Hả? Hả? Nói sao gay gắt? Sao tội nghiệp cho con, tội nghiệp cho má? Hả? Hay là bây giờ con muốn ba đó, để má con với con lên trên bàn thờ, rồi mỗi ngày ba thắp 3 cái nhang ba thờ. Xích ra đi. Nói tới à, là dựa hơi à. Nguyệt. Dạ. Bà ngồi xuống đó. Con ngồi đây. Bà quyết định rồi, con phải lấy thằng Bích. Dạ thưa ba. Thưa gửi cái gì? Con phải lấy thằng Bích. Dạ thưa ba, con không thể nào ưng anh Bích được ba. Không thể cũng phải lấy. Ba. Nên ba sẽ bán hết ruộng đất, làm đám cưới với con lớn nhất trong làng này từ trước tới nay. Con lại ba mà ba. Nên Nguyệt. Dạ. Ngồi xuống. Nguyệt, mày cãi lời tao thì mày phải chết với tao. Chuyện gái trai làm xấu hổ cả nhà. Mày lại còn dám cãi lời mẹ cha, tao không thể dung tha. Cũng tại mẹ mày quá chiều chuộng từ nhỏ đến giờ. Bạn bè giáo du nhiễm vào thôi hư. Xin ba bớt cơn nóng giận, lẽ nào con đủ trí con mà nhắm mắt đưa chân. Mày không ưng tao cũng bắt buộc mày phải ưng. Chuyện hôn nhân tao đã trù tính xong. Một khi ba quyết định con dám đâu cái lệnh, nhưng con lại bao chân lại trong sinh ba thi xét lại con. Nguyệt. Dạ. Con có biết là hồi sáng này ba của thằng Minh tới đây nói gì với ba hay không? Dạ thưa ba. Nhục lắm con à. Nhà cửa như vậy mà nó cũng bắt mình xuống tận dưới đây.
Thiệt hết nói nổi con với cái. Chào ông. Chào ông. Xin lỗi ông kiếm ai? Ồ, ông có phải là ông Hương Cả không à? Phải, tôi là ông Hương Cả đây. Ồ, chào ông. Bông xưa. Xin lỗi ông, tôi thủ cụ bài tân. Xin lỗi ông, tôi đã cụ nghìn tân. Nhân bất học bất chi lý, học giả như hòa như đạo, bất học giả như thảo như cạo. Ông có hiểu ý tôi nói không? Không. Có nghĩa là người không học không biết gì hết. Bữa nay đi không coi ngài lộn vô cái vườn nho, mà nho này nho chua mới chết chứ. Nhưng mà thôi vì con, ta nhường cho một bước. Hân hạnh kính chào ông Cả. Chào ông, mời ông ngồi. Đặt đi. Nè ông kia, xin lỗi ông, tôi với ông cả hai đều không quen. Chứ ông không phải sao quen, bữa nay nó quặng. Ông cảm phiền mà tôi biết rõ họ tên, tôi không mời cùng không thỉnh. Ông tới nhà rất là ngang nhiên, làm cho tôi chẳng được yên. Đến đây dạy tôi ăn theo phở ở theo thời. Tôi sốt ruột lắm rồi, ông đừng dài dòng nói thôi. Ông kia, ông nói con của tôi không ra gì nghĩa là sao hả? Ông giải thích cho rõ ràng, nếu không á, ông không bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà tôi được đâu. Ông Cả, ông đừng có nóng, từ từ tôi giải thích. Khi tôi giải thích rồi thì ông nóng chưa muộn mà. Dạ thưa ông Cả, tôi đến đây để đòi một món nợ. Một món nợ? Ai nợ ông? Nợ danh dự. Danh dự? Cách này mấy hôm, ông đã sửa trị thằng Minh con trai của tôi. Và nghe đâu ông đã chửi cha mắng mẹ nó thì phải. Thì ra là như vậy. Phải. Tại vì cha mẹ nó không biết dạy, để nó đi dụ dỗ con gái của người ta. Mẹn mẹt xì. Nhưng thưa ông Hương Cả, nếu chỉ một thằng Minh con trai của tôi thì ông không thể nào ghép vào chuyện trai gái được. Thì đúng là như vậy. Cho nên hôm nay tôi đến đây muốn ông trả lại sự công bằng. Công bằng? Phải. Có qua có lại mới tội lòng nhau chứ ông Cả. Ông nói vậy nghĩa là sao hả? Cảm phiền ông nhắn lại với cô Nguyệt con gái của ông là tôi sẽ cưới vợ cho thằng Minh con trai của tôi. Nhưng nàng dâu tương lai của tôi không phải là con Nguyệt con gái của ông. Vì con gái của ông là một người con trong gia đình có tiếng mà không có miếng. Chào ông. Ông đi lại đó. Ông phải giải thích rõ ràng cho tôi biết cái câu con của tôi là con của một gia đình có tiếng mà không có miếng nghĩa là sao hả? Câu này nặng lắm đó. Có gì đâu mà nặng thưa ông Cả, nó nhẹ hều như bông gòn à. Ông Cả có biết thường nghe người ta nói là thùng rỗng mà kêu to không? Sở dĩ nó kêu to là vì trong đó nó không có cái gì hết. Nói trắng ra là ông xưa tôi nay, ông cũ tôi mới, hai nếp sống không hòa hợp được. Cái gì cười?
ông chê tôi xưa. Nhưng mà cái xưa của tôi là cái xưa của ông bà ngàn năm để lại. Còn cái mới của ông là ngoại thể lố lăng, do lăng xa du nhập. Hay ho gì mà đã cụ nghìn tân. Thưa ông cả, ông với tôi đang sống với chế độ thuộc địa. Chức sắc của ông đang mang bây giờ cũng là những nước Phan Xê ban cho ông. Ông chê tôi đang ôm chân pháp, nhưng mà thật ra nhìn kỹ ông là đang bở cẳng tay. Cách chọn rể của ông chẳng khác nào cách chọn dâu của tôi. Hồi nãy tôi có đi vô lộn nhà ông Hương Thôn nào đó, tôi gặp được cậu Bích, tôi mới biết được là ông đã đắc co với cậu Bích con trai của nhà giàu nào đó rồi. Ô là la, dạng sự chỉ ư tiền. Hay ho gì mà cũ cũ bài tân hả ông cả? Tôi cấm ông không được xen dự vào chuyện gia đình của người khác. Đúng, chúng ta không nên giặt áo cho người xem lưng, vì trên lưng chúng ta có rất nhiều vết thẹo xấu xa và bỉ ổi. Nếu còn to tiếng, thiên hạ sẽ chửi vào mặt ông chúng ta. Câu chuyện tới đây chấm dứt là vừa. Tạm biệt, ô ra bò. À, một lần nữa nhờ ông nhắn lại với cô Nguyệt là nàng dâu tương lai của tôi không phải là con gái của ông, vì con gái của ông là một người trong gia đình có tiếng mà không có miếng. Trời ơi, Nguyệt ơi, nhục quá Nguyệt ơi. Nguyệt. Dạ. Ngồi xuống đó. Ba đã quyết định rồi, con phải lấy thằng Bích. Ba, con lấy thằng Bích. Con không thể ba. Con lấy thằng Bích, ba sẽ bỏ qua chuyện cũ. Ba sẽ bán hết ruộng đất làm đám cưới với con lớn nhất từ trước tới nay. Con không được cãi lời ba nữa. Dạ thưa ba. Con có bằng lòng hay không? Dạ con. Con có bằng lòng hay không? Con. Con bằng lòng hay không? Dạ con bằng lòng. Con mới nói gì? Con nói lại cho ba nghe. Dạ con bằng lòng. Con của tôi nó đã bằng lòng rồi. Bà ơi, ngồi đi con, ngồi đi con. Ngồi đi, ngồi đi. Con gái của bà ngoan lắm. Bà bỏ hết chuyện cũ, bà sẽ lo đám cưới với con lớn nhất trong làng này. Bà ơi, con Nguyệt nó đã bằng lòng lấy thằng Bích rồi. Bây giờ tôi sẽ lo bán ruộng đất làm đám cưới với con mình lớn nhất trong làng từ trước tới nay. Còn bà lo cái bếp để chuẩn bị đám cưới cho con. Con nó bằng lòng rồi. Tôi biết. Tôi rất biết. Con tôi mà làm sao tôi không biết được lòng dạ của nó. Bà phải nhớ, đàn bà là cái bếp, không được xen dự vào chuyện của chồng. Bà hiểu rõ chưa? Tức tôi quá bà. Hãy subscribe.
đồng cuối trời có nào mẹ cha mà lại đi em lấy chồng lời mẹ gì biết thơ mười mấy năm mong em nơi quê phòng nhưng con ơi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa cuộc đời với mười hai bên nước đòi con gái như cánh bèo lên đến suối ngược trôi dòng trong nhờ cục chiều tất cả giao trong từ việc sanh con nuôi dội tống đường cho đến việc gồng gánh hết tất cả gian sơn con biết không người ta che một bên đôi mắt ngờ là để cho nó thẳng một đàng mà đi thì người chồng cầm quyền trang buộc cho mình bằng cái câu tam tùng tứ đức ngày trước ba ở trong vòng tay của bà ngoại con bây giờ con đang ở trong vòng tay của ma vậy mà bà ngoại và ma đều không có quyền định đoạt lương duyên cho con trai của mình ơi con sợ thành kiến nữ sinh ngoài đồng con sợ chuyến ngò ngang trên sông nước mình mờ mà nhắc lại thời con trai cùng tôi tâm mà đảm như bây giờ rõ ràng tuổi trẻ và già có khác nhau mà sự bất công trước và sau không hề thay đổi con ơi kể từ khi có con thì tình cảm của má đã bắt đầu ha hầu hận tôi má chỉ tự trách mình là phải sống vì con má ơi con mơ của má như trời như biển biết bao giờ con mới đền đáp cho má được Nguyệt ơi ngày trước má cũng nói như con vậy nhưng từ khi sanh con ra má phải đầu đặt mặt tôi về những việc dạy dỗ các con nhưng theo má nghĩ hễ tốt trước thì phải lo cho tốt sau rồi đấy con cũng phải có bổn phận với các con của con sau này Nguyệt ơi má. Dạ tôi biết rồi ông à. Thôi khuya rồi con vào nghỉ đi con. Má má vô nghỉ trước đi chút nữa con vô. Nguyệt ơi, má chỉ có một mình con là gái thôi. Lỡ con có bề nào, chắc là má chết mà Nguyệt ơi.
thể nào ở lại đây được nữa. Xin má hiểu cho con. Lại mặt đi.